Ý này, bốn cái câu hỏi này này mà chung vector là chúc mừng các bạn, chung chiều, cùng chiều. Đây là bốn cái câu hỏi. Và khi chúng ta truy vấn ra nó vẫn là một vector cùng chiều là được. Còn nếu mà mình truy vấn ra cái bắt đầu nó bẻ bánh lái, nó đi hướng khác là khác chiều. Ví dụ nhé, có rất nhiều bạn nhầm lẫn cái ước mơ hoài bão. Các bạn ước mơ hoài bão làm một cái doanh nghiệp ABC gì đó rất là hoành tráng. Bây giờ các bạn được người ta cho luôn 500 tỷ thì có làm doanh nghiệp đó nữa không? Các bạn ước mơ là tôi làm cái việc này lớn cho cái xã hội ghê lắm, ném vào mặt các bạn 500 tỷ tiêu đi, còn làm doanh nghiệp nữa không? Nếu mà không, tức là các bạn không nên lên trên đây trình bày. Tiền đã mua được cái ước mơ của các bạn mất tiêu rồi. Ném cho các bạn một vài cô gái đẹp, đó, có gái đẹp đó, bỏ luôn doanh nghiệp để chạy theo gái đẹp thì cũng đừng bước lên trên đấy. Đã là ước mơ hoài bão là cái bên trong của các bạn thì mọi yếu tố bên ngoài không mua chuộc được thì đấy mới là ước mơ hoài bão. Còn không chỉ là giả dối thôi, miệng nói thế thôi, một ngày đẹp trời gặt hái được là bỏ hết. Nên bản chất ước mơ hoài bão nó phải vượt qua tiền bạc, vượt qua tình cảm, vượt qua luôn cả cái danh vọng của mình, thì đấy mới xứng đáng là những người thực sự có lý tưởng sống. Nha, thì để chúng ta loại bớt một số cái dự án chúng ta tưởng thế thôi, chứ nó không phải là những ước mơ hoài bão cao đẹp đâu. Tại vì nếu mà các bạn còn bị dính đến tình riêng, dính đến tiền bạc hoặc dính đến danh vọng thì các bạn nếu làm quan các bạn sẽ bán nước, làm lính của Trần Hưng Đạo sẽ đi bán nước, vì bán cho tụi Nguyên Mông đầu hàng tụi nó, các bạn sẽ có dư tiền. Nếu mà tụi nó bắt được vua nhà Trần, nó giết được nước mình, thì các bạn sẽ có dư tiền để sống đến già, các bạn sẽ có dư gái để lấy làm vợ đến già, và nó phong cho mình một cái chức nào đó nghe rất là oai, danh vọng dư luôn. Nhưng mình nhìn sâu vô, mình cũng chỉ là thằng bán nước thôi. Nhưng vẽ bức tranh rất đẹp, nhưng mình có khác gì thằng bán nước đâu. Có mà 1.000 tỷ đến 10.000 tỷ vẫn là thằng bán nước. Nếu cái đồng tiền đó làm thay đổi quan điểm sống của các bạn thì các bạn vẫn là người bán nước, chẳng qua bán bằng bao nhiêu tiền thôi. Hình dung chưa? Nên đây là bài toán rất khó. Trông thế này thôi chứ rất là khó nha. Không gì đánh đổi được. Đây là một câu nói rất khó, không dễ đâu. Và có những trường hợp các bạn có sẵn sàng chết vì nó không? Đó, đặt câu hỏi. Thì lỡ các bạn làm dấn thân với cái con đường này rồi một ngày các bạn chết vì nó, các bạn có sẵn sàng không? Các bạn chết vì nó, các bạn mới chỉ, cái khí phách của các bạn mới chỉ bằng một người chiến sĩ ở ngoài chiến trường thôi, chưa hẳn là hơn họ đâu nhá. Cái phần khí phách á, mình mới chỉ bằng một chiến binh ở ngoài chiến trường thôi, chứ còn về mặt tư tưởng tầm nhìn chưa chắc mình đã bằng được những vị tướng lĩnh. Giờ là loại 90% các dự án các bạn trình bày bị loại rẹt cái liền, nói mấy câu là loại thế thôi. Còn những bạn nào còn sót lại lên đây trình bày, cứ mạnh dạn lên, hoặc bị khắt khe quá gần đạt được thì cũng lên đây trình bày. Lên trình bày để xem cái khẩu khí, xem cái khẩu khí. Nên chúng ta mới thấy cái khẩu khí của ông Trần Hưng Đạo hay bà Triệu hay một người nào đó nó rất là khác biệt. Vì thế chúng ta tìm thử những cái khẩu khí xem. Mỗi bạn có loanh quanh khoảng 10 phút, cố gắng trình bày gãy gọn. Nếu mà dài quá thì thêm, còn không cố gắng 10 phút thôi. Hoặc là lâu lâu là tôi ngắt ngang, tôi đặt câu hỏi nếu mà tôi cảm thấy là cái dự án đó nó đi lan man. Vì dự án của chúng ta nó phải có văn, tư và tu. Tức là có học, có hiểu, phải có hành. Nhiều khi mình chỉ có học một điều gì đó hay rồi về mình tưởng tượng ra, chứ mình chưa thực hành nó, thì nó mới là ý tưởng thôi. Thì ý tưởng, từ ý tưởng cho đến thành công thường là nó gãy mất 99,9%, là nó biến mất, không thành công nổi. Thì mình sẽ không xét những cái đó. Tại sao ông Edison, ông ta làm bóng đèn điện thành công? Vì năm lớp 2 ông ta đã làm tên lửa thành công rồi.
Và vì ông ta làm tên lửa cháy mất cái dãy nhà toilet của trường học nên ông ta bị đuổi học. Chứ hoàn toàn Edison không phải là trẻ tự kỷ mà bị đuổi học nha. Ông ta đốt mất cái dãy toilet của trường vì ông ta nghịch quá. Đốt bằng cách phóng tên lửa, ông ta là nhà chế tạo từ năm lớp 2. Với cái tố chất đó, với cái kinh nghiệm dày dặn đấy thì lớn lên ông ta là nhà phát minh là điều bình thường. Còn chúng ta không có những cái tố chất đấy mà chúng ta lại vẽ ra một cái phát minh rất lớn thì xác suất không làm được là 99,9%. Nên tôi rất cần là các bạn phải thể hiện được là ngày xưa mình đã có những cái trải nghiệm đó như thế nào, thì bây giờ cái ý tưởng này nó là cái sự trưởng thành của cái ngày xưa đấy thì mới là đúng tố chất. Còn bây giờ mới chỉ là nung nấu ý tưởng thôi thì vẫn còn mông lung lắm, còn mờ mịt lắm. Hình dung chưa? Để tránh tình trạng là chúng ta bị nhầm lẫn. Rồi. Vâng, em rất là cảm ơn thầy Quân cùng lớp học đã giúp em có cơ hội lên đây chia sẻ cái ý tưởng của mình. Thì cái nung nấu mà từ khi mà em có thể do là cái nghiệp của mình, đó là liên quan đến sức khỏe. Thì cái đầu tiên em là bộ đội thi vào học viện quân y. Sau đó thì mình rất là trăn trở mỗi câu, đó là khi mà mình chữa bệnh thì cái tỷ lệ số những người vào viện thì càng ngày càng tăng. Và họ tiêu rất là nhiều tiền trong bệnh viện. Và thực tế là toàn bộ ngành y tế từ tuyến xã đến tuyến trung ương mới giải quyết được 10% sức khỏe của dân số. Và sau đó thì mình cũng thấy rằng thực trạng đó, mình mở phòng khám và đi cũng có một chuỗi phòng khám. Sau đó thì mình thấy là nó cũng vẫn là giải quyết phần ngọn. Sau đó mình đi học nước ngoài và mình thấy rằng là ở nước ngoài thì người ta giải quyết vấn đề liên quan đến lối sống. Thì bắt đầu mình thay đổi liên quan đến việc mà hướng tới cái việc mà giáo dục nhiều hơn. Và mình nhìn lại toàn bộ tất cả những cái công ty mà lớn, tồn tại lớn thì họ đều lấy triết lý giáo dục nằm hàng đầu. Bởi vì cái tiến trình của em ở đây đó là đầu tiên là bắt đầu từ con người. Tức là làm sao để thay đổi. Bởi vì các anh chị có thể nhìn sau khi học nhân tướng xong, mình ra ngoài xã hội kia mình nhìn 80% là những người cùng khổ, họ là than đá. Vậy thì làm sao mà biến một người thành than đá trở thành một kim cương? Thì nó qua một tiến trình để chúng ta có thể rèn luyện được. Thì mà muốn có tiến trình đó thì chúng ta phải bắt đầu từ cái việc mà giống như chúng ta xây doanh nghiệp. Thì cái văn hóa, cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là gì? Thì triết lý của em đó là lấy cái giá trị cốt lõi đó là ba công rễ: trí tuệ, đạo đức và nghị lực. Vậy thì làm sao để mình biết và thay đổi một người sở hữu được ba cái vấn đề đó? Thì nó phải bắt đầu từ việc rất nhỏ. Làm từ việc, ta mình ý tưởng rất lớn nhưng mà bắt đầu từ một việc rất là nhỏ để có thể thay đổi được. Thì với bản thân của em thì em cũng tổ chức ra các cái câu lạc bộ về sức khỏe. Thì sức khỏe, cái công việc nếu mà doanh nghiệp này mở ra thì hướng giải quyết đầu tiên là bắt đầu từ con người, sau đó vấn đề mà mình giải quyết cho xã hội đó là liên quan đến sức khỏe, hạnh phúc. Làm sao để cho người dân, tất cả mọi người đều có sức khỏe và hạnh phúc, và họ sẽ là người chủ động quyết định sức khỏe. Thì sức khỏe nó có ba định nghĩa, chúng ta có rất đơn giản là các chị hiểu. Nó có ba vấn đề thôi. Một là thân, tâm, trí. Thân, tâm và trí. Tất cả những người vào viện hầu hết họ bị thân bệnh chứ không phải bị. Và cái vấn đề thứ hai là chúng ta học thiền thì chúng ta giải quyết được vấn đề liên quan đến trí tuệ và cái tâm của mình. Tuy nhiên rằng là có những người người ta không thể là học được cái điều đó. Tức là cái mức đó cao quá, giống như kiểu Trọc Phú với lại Thanh Phú với lại Phú Quý. Thì cái gì chúng ta bắt đầu? Thì với bản thân của em thì rất đơn giản là quay trở lại cái việc là họ thay đổi lối sống hàng ngày thôi. Ví dụ đơn giản nó ăn uống mà bạn không thể thay đổi được, tập thể dục mà bạn không thay đổi được thì chắc chắn bạn không khỏe đấy, yên tâm rồi. Vì vậy để thay đổi thói quen tập thể dục một người cũng phải cần một tiến trình rất là dài. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu từ môi trường, tức đầu tiên từ con người. Và con người đó phải muốn thay đổi. Vậy thì làm sao để họ đưa được đến môi trường tam bảo? Đấy là câu hỏi của em phải giải quyết cho doanh nghiệp của mình. Đó là tiến trình đầu tiên, đó là
đầu tiên bắt đầu từ con người, và sau đó muốn thay đổi con người đó phải có môi trường, và môi trường đó phải thỏa mãn được yếu tố tam bảo, đó là thầy. Làm sao để có thầy dạy hiền trí, tức là hiền trí ở đây có nghĩa là thầy mà sẵn sàng dạy và không lấy tiền. Đấy. Tuy nhiên vẫn phải vận hành doanh nghiệp thì vẫn phải giải quyết một bài toán, đó là doanh nghiệp đó vẫn phải chạy được. Tiếp theo nữa đó là khi mà dạy mới được có mỗi văn thôi. Vậy làm sao họ thực hành được thì phải thay đổi được thói quen thì cũng phải có nhóm bạn ở đây. Thì chúng ta phải có một cái môi trường đó là nhóm bạn, thầy có thầy hoặc sách thì có thể thay đổi được cái gốc rễ, đó là trí tuệ, bắt đầu từ trí tuệ. Bởi vì để họ biết ăn đúng, biết tập thể dục thì bắt đầu từ trí tuệ, và thầy giúp cho họ một kiến thức. Sau đó giải quyết thứ hai đó là biến cái điều họ học được thành cái điều hành. Em tin rằng là em cũng đi học rất là nhiều rồi, và hầu hết chúng ta học xong khoảng 2 tháng sau thì nó lại về mò. Em tin chắc là điều đấy, bởi vì chúng ta không ứng dụng được vào trong cuộc sống thì tất cả những điều chúng ta học vứt đi hết. Tất cả những điều chúng ta học mà không ứng dụng vào cuộc sống thì đều vứt đi hết. Và vì vậy phải có một cái môi trường để họ ứng dụng cái điều mà học vào trong cuộc sống hàng ngày. Đơn giản là về sức khỏe thì em dạy cho họ về thói quen tập thể dục, dạy cho họ về thói quen ăn uống. Đấy. Thì và làm sao để nhân bản được cái môi trường đó, cái đấy là quan trọng. Vậy thì cần phải có nhiều lớp học này, và lớp học này phải lặp đi lặp lại. Bởi vì có 3 cách để thay đổi con người: một đó là tiến trình lọc, 2 đó là thôi miên, và 3 nó là gây sốc. 1 là đạp cho người ta xuống đáy của xã hội, tức là càng khổ thì khi họ muốn thay đổi thì họ sẽ ngoi lên hoặc là họ chết hẳn. Đấy, thì để mà họ thay đổi được, họ đến môi trường chúng ta phải đủ yêu thương. Rồi bây giờ hỏi các bạn, bạn này đang nói lý thuyết hay đang nói là giải pháp gì để giải quyết bài này? Lý thuyết ý tưởng này ổn rồi đúng không? Nhưng mà từ lý thuyết cho đến thực tế còn 99% đoạn đường còn lại. Vậy 99% đó em miêu tả cho mọi người đi. Hiện tại thì là về cái thực tế thì hàng ngày thì em tạo ra các cộng đồng, câu lạc bộ sức khỏe. Và để có câu lạc bộ sức khỏe đó thì bắt đầu từ việc huấn luyện viên vận hành cái câu lạc bộ đó như thế nào. Nếu như không, câu lạc bộ... em đừng miêu tả lý thuyết, em đang miêu tả cái mà em đang vận hành nhé. Cái em vận hành nhà thì, tôi hiện giờ ở nhà tôi một tuần có 50 người đến sinh hoạt đều đặn đã được 2 năm. Trong 50 người đó tôi đã giáo dục họ như thế này như thế này, và trong 50 người này đã có hết 49 người trong 2 năm chưa bao giờ dùng thuốc nữa. Đấy, cần miêu tả cái chữ tu, vâng, chữ thực hành của mình ấy. Cái thực hành thì hiện tại thì em đang công tác trong bệnh viện. Đấy là thực trạng. Tuy nhiên là hết 8 tiếng ở trong bệnh viện thì mình sẽ đi đến từng ngõ ngách, từng khu phố một. Những cái nơi nào mà cần giải quyết bệnh lý thì mình sẽ giải quyết ngay. Còn nếu nơi nào mà mình cần phải đến đó để đào tạo và huấn luyện cho một người họ vận hành được một cái câu lạc bộ đó. Ví dụ chẳng hạn như lấy gia đình của anh chị chẳng hạn, là một cái môi trường để giúp cho người dân, người ta đến người ta thay đổi thói quen ăn uống và vận động. Và hàng bọn em vẫn dạy trực tuyến, chẳng hạn như là có một kênh truyền hình riêng để giúp cho mọi người có thể thay đổi được. Hàng ngày thì một tuần kênh đó sẽ có 2 buổi để đào tạo miễn phí cho mọi người. Cái vấn đề thứ hai đó là hàng ngày thì họ đến các câu lạc bộ của từng gia đình một. Và tiếp theo nữa thì một tháng thì hiện giờ nguồn lực em bỏ ra là bao nhiêu và kết quả nó như thế nào? Thực tế là nguồn lực thì bắt đầu từ con số 0 ạ. Không, hiện giờ nguồn lực là như thế nào? Mấy người đang làm? Hiện tại thì là có hơn 1.000 người ạ. Đang làm cái việc này? Vâng, đang làm việc này. Cùng với em? Vâng. Là một tuần là mấy buổi? Một tuần thì nếu mà dạy nhóm nhỏ khoảng 100 người thì hàng tuần. Còn nếu mà dạy khoảng 1-2 người hoặc 10 người thì hàng ngày. Kênh, còn em làm có kênh Facebook hoặc là kênh website để mọi người tham khảo? Website thì nếu mà để mình vào cái trang đó thì has.vn thì các anh chị có thể vào đó. Vâng. Làm gì có cái trang nào mà has.vn? Vâng, KH hả? HAB.vn.
Tức là sao? HAB ạ. Vâng. HAB. HAB B. B bò hay B phở? B bò. Vâng. .vn. Vâng. À HAB.vn. Rồi. Hạnh phúc. Cái này là nhóm nào làm? Em làm hay nhóm nào làm? Đây là leader của em. Vâng. Hả? Người dẫn đường em. Ai? Anh Nguyễn Viết Lượng. À, tức là đây là một dự án của người khác, em là một thành viên trong đó. Vâng. À, ok. Vậy là phải để họ trình bày. Em trình bày tôi nghe lòng vòng quá. Tại vì với trình độ em trình bày, tôi nghĩ dự án này không chạy được. Nghe nó lòng vòng, chả có logic gì cả. Nha, thì lúc này là phải sếp của em, cái người nào đẻ ra dự án này, cái hồn của nó đặt vào trong đấy. Các bạn tưởng tượng cái trường Tuệ Đức này mà các bạn gọi một cái cô giáo viên thông thường lên đây nói 3 tiếng về trường Tuệ Đức, các bạn nghe không nổi đâu. Nghe nửa tiếng là các bạn muốn về hết rồi. Nhưng mà nếu mà tôi nói về trường Tuệ Đức này, tôi nói từ sáng đến chiều các bạn vẫn ngồi nghe. Nó khác chỗ đấy. Vì tôi đặt cái hồn của tôi vào trong đấy. Cái sự trăn trở của tôi vào trong đấy. Còn giáo viên kia họ chỉ copy được cái vỏ thôi. Thì họ nói một lúc là họ hết chữ à. Đó. Thì cái này này cũng vậy nhá. Vâng. Cái bạn đó phải nói chứ không phải là em. Phải là cái bạn đó. Đó. Vâng. Còn em chỉ là cái toa tàu chạy theo thôi. Nha. Rồi. Hình dung ha. Ok, không sao cả. Cái này cũng tốt đấy. Mình sẽ gửi lên trên nhóm để các bạn tham khảo thêm. Đâu bạn đó là bạn nào trong đây? Ừ, không có trên này. Không có trên này. Bọn em thì thực ra em vẫn là bộ đội nên là mình không có công khai hình không ảnh. Tôi hỏi cái bạn leader nằm đâu trong leader. Đây không 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 có trên này. Cái bạn đẻ ra cái này để không nằm trên này. Không nằm trên này. Ồ thế bạn biến đâu mất rồi. Thì nó liên quan đến bí mật doanh nghiệp nên là nhiều khi là nếu là bí mật doanh nghiệp thì dự án này không nên làm. Đã thực sự vì xã hội phải công khai. Không có bí mật phải công khai. Cái gì mà cứ bí mật là tôi nghi cái đó nó có vấn đề. Trong mô hình xanh ngọc nó có một cái khái niệm gọi là sự trong suốt. Sự trong suốt nó mới hạnh phúc. Còn bí mật là chưa chắc hạnh phúc đâu. Các bạn để ý này, mật tông Tây Tạng nghe nó kỳ bí không? Nhưng tôi đố các bạn nghe được một câu nào Đức Đạt Lai Lạt Ma khen mật tông Tây Tạng. Ngài chỉ nói về tứ diệu đế và bát chánh đạo. Ngài chỉ nói về sống làm sao cho yêu thương và từ bi và hạnh phúc. Ngài chưa bao giờ Ngài khen một câu mật tông Tây Tạng là tuyệt vời lắm. Chưa bao giờ thấy cửa miệng Ngài nói. Ngài ở hàng chục năm ở phương Tây đi giảng khắp nơi, viết hàng chục quyển sách. Tôi chưa tìm được một dòng nào Ngài khen chữ mật tông Tây Tạng. Vì đã là mật tức là có vấn đề. Đã là bí mật tức là anh phải giấu giấu giếm giếm rồi. Anh có thể công bố cái bí mật ra được không? Nói đây là phương pháp dành cho những người đã tu tập 5 năm trong rừng thì mới nên học phương pháp này. Phương pháp này nội dung chính là cái này. Đi sâu hơn vui lòng qua cái lớp 5 năm đó mới vào đây. Lập tức nó hết mật đúng không? Vì phải giấu nó làm gì? Nhìn nữa. Mình hoàn toàn công khai được. Nhưng mình chỉ công khai những cái key chính và bảo các anh chị muốn đi sâu nên trải qua 5 năm này mới vào đây. Mất công vào nó tẩu hỏa nhập ma chẳng hạn như thế. Thì từ mật nó biến thành hết mật. Còn cách gì cũng giấu giấu giếm giếm là có vấn đề đấy. Em cũng phải xem lại nha. Nên từ từ em xem. Em xin hỏi thầy một cái vấn đề mà em rất là trăn trở, đó là làm sao để mình, tất nhiên mình không phải là dự án của cái dự án này, bởi vì dự án này nó kết nối cả liên quan đến từ dự phòng, tức là cái hệ thống dự phòng và hệ thống tuyến bệnh viện, tức là nó kết nối đầy đủ cả giữa hệ thống dự phòng và hệ thống tuyến bệnh viện. Tuy nhiên là với góc độ của em ấy, để em hỏi về em thôi, thì làm sao để mình giải quyết được bài toán đó là đây nó vẫn là mô hình liên quan đến kinh doanh. Vậy thì bây giờ với bản thân của em thì làm sao để mình tức là cái câu hỏi mà làm sao thì có nghĩa là rất là thấp rồi. Vậy thì quay trở lại nè, mình biến cái điều mà mình trăn trở này thành một cái dự án của mình, và mình giải quyết bài toán liên quan đến cộng đồng, có nghĩa là mình có thể là public ra được toàn bộ cái nội dung ở đây. Ví dụ chẳng hạn như với bản thân của em là xin nghỉ ở bộ đội, xin nghỉ rồi nhưng chưa có nghỉ, thì mình cũng không thể public được toàn bộ cái nội dung của mình ra bên ngoài được. Đấy, thì đấy là nó. Cái đó tôi không biết. Và tóm lại đây không phải dự án của em, không phải là hơi thở của em lên trình bày là sai.
Dạ, vâng. Sai chủ đề nhé. Vâng. Em hãy trình bày đúng cái gì của em. Còn vâng. Mượn cái của người ta nói thì phải hãy để người ta nói. Chứ còn tôi truy vấn em không trả lời được đâu. Vâng. Ai mà càng truy vấn thì nói càng sâu sắc, càng cuốn hút, càng rõ ràng thể hiện được hoài bão của mình. Lúc đó mới là cái mình mới đẻ ra nó được chứ. Nha. Vâng. Rồi. Khẩu khí phải là khẩu khí của mình vâng, nhé. Cảm ơn rồi. Đừng đi mượn khẩu khí. Đừng copy cái bài của ông Trần Hưng Đạo rồi tập nói thật hay và nghĩ mình là ông Trần Hưng Đạo là ngây thơ, không nói được đâu. Người ta hỏi mình mấy câu không trả lời được đâu. Các bạn có thể đọc bài ông Trần Hưng Đạo được hay, nhưng các bạn không thể nào trả lời khi người ta truy vấn được, đúng không? Các bạn có thể nói là giỏi như Bàng Mông rồi tài như Hậu Nghệ. Nó hỏi Bàng Mông là ai trong lịch sử, đứng ra chả biết. Hậu Nghệ là ai, không trả lời được. Làm thế nào để rèn luyện binh lính có nguyên tắc để trăm trận trăm thắng? Làm thế nào để mình yếu hơn mà đánh thắng giặc mạnh hơn gấp 10 lần? Em không trả lời được. Nhưng ông Trần Hưng Đạo ông trả lời được. Ông sẽ trả lời cho mình từ sáng đến tối cách bày binh bố trận để 1.000 mà thắng được 1.000. Hình dung chưa? Thì đấy mới là thực sự là tướng lĩnh. Nha, nên chúng ta để ý đừng copy khẩu khí. Khẩu khí không copy được đâu. Nó phải là gan là ruột của mình bộc lộ ra. Rồi, cho bạn này. Thôi cho bạn này. Chào thầy Quân và chào tất cả mọi người ạ. Tôi tên là Tú, tôi xin được vào chủ đề ngày hôm nay luôn. Chủ đề của tôi là xây dựng trường dạy nghề. Và nghề đặc thù đó là nghề làm đẹp. Kinh nghiệm và khả năng dày dặn nhất của tôi đó là về kỹ năng và khả năng tự học. Đó là vì cộng thêm sự sáng tạo. Cho nên tôi đã tạo ra được những công thức và những giáo án của riêng mình. Vì hiện tại tôi đã dạy được 6 nước châu Á về nghề tóc của tôi với giáo án của tôi. Cái gì làm bạn tâm huyết? Tôi tâm huyết về làm nghề và muốn mở ra được một ngôi trường tiêu chuẩn và giúp cho những người học viên khi học nghề xong ra trường có thể đi kiếm việc làm và tạo ra thu nhập ngay. Đấy là cái tâm huyết của tôi. Và tôi đã làm điều này được 5 năm nay. Và trong quá trình tôi làm thì tôi đã ngộ ra một điều rằng là cách đây 6 năm về trước. 6 năm về trước thì tôi đã có mở một cái lớp đào tạo không thu phí của những trẻ em gia đình khó khăn. Và trong đấy là có 6 người tôi dạy. Thì hiện tại họ đã ra nghề, đi làm, có thu nhập và lấy vợ, sinh con. Và điều đấy tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Và tôi quyết định rằng là tôi sẽ phải làm điều đấy nhiều hơn nữa. Sau khi một thời gian tôi cải thiện lại giáo án, tôi tối ưu hóa cái bộ giáo án của mình và rút ngắn cái khoảng cách thời gian đào tạo từ 1 năm về 6 tháng, từ 6 tháng về 3 tháng. Thì tới thời điểm hiện tại thì cái bộ giáo án của tôi đã kèm theo cách đây 3 tháng về trước là cái khóa mà tôi tâm đắc nhất đến thời điểm hiện tại. Đó là tôi đã kẹp được vào bộ 3 gốc vào trong giáo án đào tạo của mình. Đó là tôi rèn luyện cho học viên của tôi về nghị lực, về đạo đức và trí tuệ. Nghị lực ở đây là gì? Buổi sáng khi tập là phải tập thể dục từ 6 giờ sáng. Và tất cả các học viên trong lớp của tôi là đi tập thể dục từ 6 giờ sáng cùng tôi. Và tôi là người leader, huấn luyện viên, làm gương cho các bạn tập theo. Và điều thứ hai đó là về ý thức kỷ luật. Tức là mỗi một học viên vào trong lớp, cái việc đầu tiên đó là việc vệ sinh, lau sàn nhà, lau gương phải thật sạch. Nếu chưa làm sạch được thì yêu cầu làm lại, làm được sạch rồi bắt đầu mới được vào học bài. Và trong thời gian đấy có ai mà chưa làm được những yêu cầu đấy thì thôi xin trả lại tiền học phí và nói rằng là chúng ta chưa đến được với nhau. Và đạo đức ở đây là gì? Mỗi một lần đi trễ giờ hoặc làm sai thì chúng tôi sẽ có một cái quỹ. Quỹ đấy gọi là quỹ tình thương. Thì mọi người làm sai thì vui lòng cho vào cái quỹ đấy. Chúng tôi sẽ không liên hoan hay không thưởng cho người xuất sắc nhất, mà chúng tôi cùng nhau đi làm từ thiện cái quỹ đấy. Mua cháo đến bệnh viện giúp cho những người khó khăn hơn chẳng hạn. Và sau 3 tháng thì những khóa học viên đầu tay này của tôi thấy được rằng là sự chuyển hóa rất là rõ rệt. Với một người chưa có kỹ năng nghề và sau 3 tháng
bây giờ ra thị trường Hà Nội đã đi xin thử việc và được nhận ngay với mức lương là 6 triệu cộng 10% hóa chất. Vậy là bình quân họ cũng phải được 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Và đấy là cái điều mà tôi thấy rằng là tôi rất là tâm huyết với nó. Thầy cho em xem lại cái câu hỏi tiếp theo. Có được 50 tỷ làm cái gì? 50 tỷ thì trong vòng 3 năm, năm đầu tiên tôi sẽ dành 10 tỷ để đầu tư và phát triển đội ngũ nhân sự và chính của tôi nữa. Và sử dụng 10 tỷ đấy để thuê cả thêm về, mời thêm những cố vấn về để tích lũy lại để đào tạo đội ngũ của tôi thật giỏi. Và sau một năm chúng tôi tôi luyện thì đến năm thứ 2 chúng tôi bắt đầu phát triển mở trường. Chứ với số vốn 50 tỷ thì sẽ không thể mở trường được. Cho nên là năm thứ 2 chúng tôi bắt đầu đi vào triển khai sử dụng 40 tỷ số vốn đấy để đầu tư và phát triển. Và mục đích định hướng của chúng tôi là tất cả các nước châu Á trong vòng 5 năm đầu tiên là chúng tôi sẽ phủ thị trường châu Á. Là châu Á sẽ phải bay về Việt Nam để học. Thay vì việc Việt Nam mình phải bay đi Sing, Malai, Indo hay Mỹ đi Anh để chụp một bức ảnh với một cái chuyên gia ở nước ngoài và về Việt Nam nói rằng là tôi tu nghiệp ở nước ngoài. Cái đấy nó chỉ là cái bề nổi thôi. Nó không có cái cốt lõi ở trong vấn đề. Tất cả mọi người chỉ đi mua danh thôi. Và bây giờ tôi quyết định rằng tôi phải làm cái điều này để cho Việt Nam mình rạng danh trên bản đồ thế giới về ngành nghề tóc. Thế Đức Phật cạo trọc đầu thì làm gì còn nghề tóc nữa? Trong cuộc sống thì chúng ta không chỉ đi theo hướng ba gốc là một điều chân thiện mỹ rất tốt và tuyệt vời. Nhưng đôi khi thì cuộc sống sẽ có rất là nhiều cái lăng kính khác nhau và hướng con người ta đến một cái nghề làm đẹp cho đời kèm theo gốc, ba gốc trong đấy. Và cái nghề tóc thì nó cũng không chặt rừng hoặc nó cũng không phá hoại hoặc là không... Chặt tóc, rồi hợp lý. Không phá rừng mà phá tóc được, không sao. Nhưng mà mái tóc nó cũng sẽ nói lên được cái nét đẹp và toát lên được một con người với một cái tư cách của một con người. Và cái, em cái nghĩ câu, rằng cái câu này thì hơi quá đúng không? Nó làm cho chúng ta nét đẹp nhưng nó làm cho chúng ta thành tư cách thì hơi quá. Không, nó cũng có phần đấy. Bởi vì là nếu như mà tại sao trong chính trị lại cứ để một cái kiểu đầu rất là bài bản và cơ bản và tiêu chuẩn. Nếu như bây giờ mà để cho giới chính trị mà để tóc dài hoặc tóc xoăn thì liệu có được không? Nó gọi là tư cách hay không? Thì nó góp một phần. Phần nhỏ thôi. Rồi, không sao, được. Bước khởi đầu của các bạn này như thế là tốt, biết kẹp ba gốc và là tốt. Nhưng chưa thấy cái kẹp cái cột trí tuệ như thế nào. Trí tuệ sẽ được sinh ra từ năng lực và đạo đức. Khi bạn có đạo đức, khi bạn có sự nỗ lực, bạn sẽ cầu tiến để đi học hỏi. Và em là một tấm gương về sự học tập. Một không, người... từ từ, em không nói, em là người đầu tàu. Tôi đang nói cái giải pháp gì với học viên đấy. Ví dụ như là học viên là họ đến muộn, họ phải đóng 50.000. Như vậy là những cái đứa nào nó không bao giờ đến muộn là coi như là nó không cần đóng góp cho xã hội nữa. Thì liệu chắc là nó có đạo đức chưa? Còn những cái đứa đến muộn nó phải đóng tiền để mình cuối tháng hoặc cuối quý mình đi làm thiện nguyện, thì bản chất cái tiền thiện nguyện đó nó không phải là từ tâm, mà tiền thiện nguyện đó là do quy định phạt. Thì liệu có thực sự khởi sinh đạo đức trong con người của các bạn tốt không, hay nó cũng chỉ miễn cưỡng được 5-10% thôi? Đó, mình suy nghĩ sâu thêm một chút. Dạ, cái ý kiến đó rất là tuyệt vời. Vì vậy là cái bộ giáo án này sẽ cần phải bổ sung thêm yếu tố về đạo đức để kẹp sâu hơn nữa cho nó hoàn thiện hơn. Thức ăn của tâm là yếu tố quan trọng trong quá trình chúng ta làm tóc. Thời gian ngồi ở văn phòng rất nhiều đúng không? Vừa đứng vừa làm cho khách. Thay vì chúng ta bật một bài nhạc cho khách nghe, mình bật một cái bài nào đó liên quan đến thức ăn của tâm mà khách nghe vẫn thích mà mình cũng được nghe. Thì đấy là một phương pháp kẹp giáo dục gì nữa. Cái khóa gần đây nhất là em có dạy về nâng cao cho chủ salon, thì trong lớp học thì em đã bật bài dạy của thầy trong lớp. Nhưng vẫn chưa thấy được nhiều cái người ta hưởng ứng, bởi vì các bạn ấy đang sống ở trong một cái môi trường chưa biết được đến những cái điều này. Nhưng em mà lựa bài dễ hơn. Dạ. Đừng cái lựa bài khó quá với bài em thích. Ngày xưa em thích cái bài nào thì các bạn sẽ giống cái bài đó. Vì cách đây 2 năm em thích bài nào, em lựa cái bài đó. Còn em lựa bài bây giờ là khó đấy. Hoặc là ví dụ các bạn đang có một cái tâm lý gì đó, mình lựa cái bài đúng cái tâm lý đó. Ví dụ này,
những cái bạn mà đi làm đầu tóc là tuổi trẻ trâu, các thầy giảng là thầy thích Tâm Nguyên là bậc thầy. Thầy thích Tâm Nguyên là thầy, sư thầy mà triệu view, 5 triệu view là bình thường. Ông thầy đó ông giảng rất vui. Đó, em lại phải lựa những ông thầy đó cho các bạn mồi trước, rồi từ từ mới đến những ông thầy khác. Nha, cái này nó gọi là gì? Mình phải có trí tuệ khi đưa bài giảng vào. Bánh mì kẹp giáo dục thì mình kẹp cái kiểu gì là mình là một nghệ thuật. Món gì để cần kẹp nha thì nó mới tốt được. Rồi ổn đấy, nói chung là dự án của bạn này như thế là tốt. Các vector gần như là trùng, kinh nghiệm, khả năng, tâm huyết, tiền cũng dồn vô nó. Tất cả những cái gì tâm đắc nó cũng dồn vô nó thì xu hướng là chung một vector. Chung một vector thì xác suất làm thành công nó cao. Xác suất thôi chứ mình chưa kết luận được, tại vì nó còn nhân duyên nữa. Các bạn này bạn đang kể là nhân thôi, còn duyên là tất cả những điều kiện xung quanh nó có hài hòa không. Thì nếu nó hài hòa nữa là nó vận hành nó êm thôi. Tốt đấy, cho bạn chàng vỗ tay.